Thưa quý vị, hôm nay là một vụ việc giữa một cô gái 34 tuổi mới quyết định nam tiến bắt đầu cuộc sống mới tên là Ngọc Nhung cùng với một chàng gymmer 26 tuổi trẻ trung sung mãn tên Lê Hiếu. Liệu rằng trong cuộc tình này ai là người đúng, ai là người sai? Hãy cùng tìm câu trả lời trong chương trình Tòa án tình yêu. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ để xem luật sư tình yêu nào sẽ bào chữa cho thân chủ nào. Chúng ta cùng đến với luật sư tình yêu Lại Thanh Hương và Ngọc Nhung. Tiếp theo đó là luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và Lê Hiếu. Và ngay bây giờ, còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay với lời thách thức đầu phiên tòa. Xin mời hai luật sư tình yêu. Tôi, Trịnh Tú Trung, luật sư tình yêu của thân chủ tôi đây, bạn Lê Hiếu, là một chàng gymmer, là một người hoạt động trong giới thể dục thể thao, thì chắc chắn ăn uống nè, sinh hoạt nè, tập tành, tất cả mọi thứ đều có kỷ luật. Và một người có kỷ luật khi yêu chắc chắn họ cũng sẽ rất kỷ luật. Và kỷ luật thì hiếm khi họ sai lắm, chỉ có những người sống không có kỷ luật thì mới dẫn tới sai lầm. Nên tôi tin trong cuộc tình này á, Lê Hiếu của tôi là người hoàn toàn đúng. Nếu có sai thì sẽ là bạn gái ở bên kia, Ngọc Nhung. Không biết là luật sư Trịnh Tú Trung có chắc chắn hay chưa nhở? Chứ trong chuyện tình yêu mà nói về kỷ luật quá đáng thì nó mới là một cái lỗi sai đấy. Trong tình yêu mà những cái con người mà cứ lo kỷ luật quá, lo cứng nhắc quá thì làm sao mà lo đến tình yêu của mình được một cách trọn vẹn và tự nhiên được. Thế nên cô gái của tôi Ngọc Nhung là một cô gái từ phía Bắc mới nam tiến vào đây và có rất là nhiều cái sự mới mẻ trong việc là làm quen với những con người mới từ phía Nam, bao gồm cả yêu đương lẫn cuộc sống mới. Mà một người mới thì đâu có lỗi gì, có thì chắc là ở những cái chàng trai mà lừa những cái người mà ngây thơ mới bước vô cuộc sống mới. Chứ còn nói về tuổi tác, phụ nữ trưởng thành thì ai lại đi lừa mấy đứa trẻ con. Thưa quý vị, đó là sức nóng tại tòa án tình yêu. Luật sư tình yêu nào cũng sẽ đưa ra những lời tuyên ngôn hết sức mạnh mẽ để bảo vệ thân chủ của mình. Liệu rằng một chàng gymmer trẻ trung kỷ luật là người sai hay là một cô nàng trưởng thành vừa nam tiến bắt đầu cuộc sống mới thật sự là người sai trong cuộc tình này? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong chương trình Tòa án tình yêu. Hân hạnh chào đón quý vị đang đến với Tòa án tình yêu. Quý vị, một lần nữa chào đón quý vị đến với phiên tòa vô cùng đặc biệt có 102 mang tên Tòa án tình yêu. Đây là phiên tòa dành cho những trái tim tan vỡ. Họ gặp nhau, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau để rồi dẫn đến những xích mích mâu thuẫn không thể giải quyết. Và chính vì vậy họ có mặt tại đây để cùng một lần hai mặt một lời. Tại phiên tòa này chúng tôi không phân xử xem ai đúng ai sai dựa vào bất kỳ một bộ luật nào cả, mà tất cả sẽ dựa vào cảm xúc. Hy vọng rằng người trong cuộc được một lần ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn với nhau, hy vọng tìm ra những quan điểm mới, những cách suy nghĩ mới để cùng nhau sống tốt đẹp hơn. Vậy thì để xem ngày hôm nay câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu như thế nào. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần đầu tiên của chương trình như mọi khi, đó chính là tích tắc lời khai. Và tích tắc lời khai đầu tiên của ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung cùng với thân chủ của mình là anh Lê Hiếu sẽ kể về câu chuyện tình yêu ngay bây giờ. Xin mời. Sau đây em sẽ xin phép kể về câu chuyện của em và Nhung ạ. Thì em với cả Nhung là quen biết nhau qua một cái nền tảng trên mạng xã hội. Lúc đầu thì em có gọi là thấy Nhung trên một cái room ghép đôi. Thế là em có lên xếp hàng để chọn Nhung. Nhưng mà lần đầu tiên em chọn Nhung á, thì em nghĩ là
nhìn mình như này chắc là cũng được chọn thôi. Ai ngờ em bị đá chị ạ. Tức là em nghĩ cay thật đấy, không lẽ mình không tán được cái người này. Thế là em quyết định em theo dõi dần thêm vài ngày sau nói chuyện nhiều hơn. Rồi dần dần có tình cảm với nhau. Rồi em cũng hỏi là có muốn thử trải nghiệm một nơi mới không, một nơi mà chưa từng đặt chân đến không. Thì Nhung cũng nói ok thì cũng muốn đi thử. Thế là Nhung bay từ ngoài Hà Nội vào trong đây luôn. Oh. Wow. Tức là bạn là người thuyết phục một cô gái thay đổi môi trường sống của mình, môi trường làm việc từ ngoài Bắc vào trong Nam để sống cạnh nhau. Dạ. Và tiếp tục xây dựng tình yêu. Dạ. Ôi nhưng mà một cô gái mà lại mê trai đến mức cả bỏ xứ để đi như thế này thì chết rồi, thân chủ. Em hết chỉ rồi. Mất 3 tuần thôi chị ạ. Wow. 3 tuần để chinh phục thôi. Thực ra là cũng không phải là vì anh đấy mà em vào ạ. Tại vì là ngoài Bắc thì là em đã sinh sống và làm việc tại đó rồi. Và em muốn thay đổi công việc riêng của bản thân thôi. Và cũng mong muốn là mình trải nghiệm cuộc sống, mình đi xa hơn. Nghĩa là sẵn tiện phải không Nhung? Sẵn tiện muốn thay đổi cuộc sống chứ phải vì trai. Đúng rồi, không hề vì trai ạ. Nhờ có người tưởng mình là gà, người kia là thóc, nhưng đúng, hóa ra thì không ngờ là ngược lại. Đấy. Em nghĩ là đàn ông thì mình phải tự tin chứ đúng không ạ? Phải tự tin thì con gái nó mới thích mình chứ. Nhưng mà qua lời kể của bạn ở trong cái giây phút đầu tiên thì tôi được nghe rằng chỉ vì là bạn bị cô gái này đá ở những cái giây phút đầu tiên nên là bạn mới tìm cách để bạn cua đấy, cô gái này đúng không? Tôi cảm thấy nghi ngờ về chuyện này nha. Đúng, thưa thẩm phán. Tôi hoàn toàn đồng tình với sự nghi ngờ này. Chắc chắn là phải xuất phát từ tình yêu thì em mới đưa một người từ xa như thế vào trong đây. Và còn một điều nữa em chưa kể, đó là trước đây em sống với gia đình, chưa bao giờ là em sống một mình bên ngoài cả. Sau khi em đưa bạn ấy vào thì em quyết định ra ngoài ở riêng và thuê nhà và hai đứa ở chung với bạn nhau. Bạn nói luôn rằng là bạn đưa cô gái này vào đây có nghĩa là bạn chi trả tất cả mọi chi phí từ vé máy bay đến chi phí ăn ở và nuôi cô gái này ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Wow, có đúng là như vậy không? Có đúng là như vậy không Hoa Nhung? Dạ đúng ạ. Một người đàn ông quá sức là ga lăng thì mọi người họ lo chu toàn cho người yêu của mình, mời người yêu vào thử sống trong Nam. Nhưng mà anh ấy là người lo chu toàn mà, anh ấy không sai gì cả. Sau một thời gian ở chung với nhau thì cũng xảy ra những cái xích mích nhỏ. Cũng chính vì những cái xích mích nhỏ đấy nó thành những cái xích mích lớn hơn. Ví dụ như là hay gọi là cằn nhằn, nhai đi nhai lại một chuyện đấy đó. Con gái thường nó như vậy mà. Thế là có gì đâu nhở? Hay là đó giờ là bạn chưa yêu ai bao giờ à? Thế sao? Em biết nhưng mà em thì cũng nói rõ quan điểm từ đầu rồi. Mình nói 1-2 lần thôi, mình không cần phải nói từ ngày này qua ngày khác, qua tuần của tháng khác. Đơn giản như là việc em ăn uống đi. Em thì em có quy tắc của em là một ngày em ăn bao nhiêu nấy. Thì bạn cứ ăn thêm này đi, ăn hết chỗ này cho em. Em mất công nấu rồi. Ồ, cái đó là cái sự quan đúng tâm của người mình yêu mà. Nhưng mà ngược lại bạn ấy không ăn, bạn đưa em ăn hết. Bình thường bây giờ bạn hỏi đi 10 cặp đôi thì đến 10 cặp đôi đó là cô gái lúc nào cũng order hết tất cả một bàn đồ ăn ra, nhưng mà chỉ kiểu dạng là hử thôi, lấy hương lấy hoa rồi còn lại là đàn ông ăn mà. Cái chuyện đó chuyện yêu đương bình thường bạn ơi. Không, cái đó em biết, đó là đối với cặp đôi bình thường. Nhưng khác một cái là ngay từ đầu em là một người theo đuổi thể thao và em luôn lựa chọn những thực phẩm sạch đối với sức khỏe. Thì tất nhiên là em sẽ phải tránh những cái thứ như là ví dụ như đồ mặn, đồ chiên dầu đi, hay đồ những cái đồ về đường không tốt đi thì em không ăn. Những cái đó là quan điểm của em từ đầu rồi, làm sao mà ép ăn được đúng không ạ? Nếu mà quan điểm của bạn là như vậy thì có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ ngồi ăn chung với các người yêu của mình. Dạ có. Thế thì hai bạn sẽ ăn chung như thế nào khi mà cô gái này ăn theo một chế độ bình thường, còn bạn thì ăn theo một chế độ tập luyện? Bạn ấy cũng ăn giống em, mỗi tội là bạn không ăn tinh bột thôi. Nhưng mà những cái món mà bạn gọi là lỡ mua, gọi là lỡ xui xui thấy nó đẹp mua về nhưng không ăn thì bắt em ăn. Thì lâu lâu mà chứ có phải là ngày nào đâu, mình lâu lâu mình cũng phải thay đổi cái cuộc yêu của mình làm sao để cho nó mới mẻ hơn chứ. Từ đầu thì em chia sẻ là em không thích ép buộc. Em là một kiểu người tự do thoải mái từ bé rồi. Sao vừa nãy trong màn giới thiệu bạn nói rằng là bạn là một người rất kỷ luật? Không, tự do ở đây là mình được... Tự do trong sự kỷ luật. Dạ đúng rồi. À, là bây giờ bạn yêu cầu cô gái của bạn là cũng không được kỷ luật theo cái cách mà cô ấy muốn. Cũng không được tự do theo cách cô muốn mà phải tự do trong kỷ luật của bạn. À không phải, nếu nói thế là hơi áp đặt rồi. Kỷ luật ở đây là kỷ luật về việc là một ngày em ăn khoảng bao nhiêu này. Kỷ luật là mỗi ngày em chỉ cho phép chơi bao nhiêu lâu này, tập bao nhiêu lâu này. Nói chung là nó sẽ trong một cái khuôn khổ như vậy. Còn lâu lâu thay đổi không sao cả. Bạn rất thích nhậu và em thì không thích nhậu. Và bạn cứ bắt em phải nhậu cùng bạn. Nếu mà bạn thích nhậu thì bạn sẽ nhậu với ai? Là hai người nhậu với nhau thôi hay là có những người khác nữa? Hai người thôi ạ. Có nghĩa là bạn muốn nhậu kiểu giống như là mình muốn tìm hiểu bạn trai mình hơn, mình muốn xây đắp tình cảm nhiều hơn.
người ta vẫn thường quen là người chồng là người đi nhậu về, rồi xong rồi người vợ cảm thấy khó chịu. Còn đây câu chuyện ở đây là thân chủ của tôi đang kể chuyện là người yêu mình, bạn gái mình cứ thích nhậu, trong khi bây giờ bạn trai mình cảm thấy không thích cái điều đó. Hai người có bao giờ thẳng thắn với nhau nói chuyện đó chưa? Đối với em, sức khỏe là vàng mà, thì em bắt đầu bỏ cái thói quen nhậu nhẹt và tập thể thao ăn uống kỹ hơn để có một sức khỏe tốt về tim mạch và thể chất, thì em không còn động đến bia rượu nữa. Tức là bây giờ mỗi lần bạn ấy uống uống bao nhiêu, tôi muốn hỏi cái con số đó. À, mỗi lần bạn ấy có thể uống 2-3 chai rượu ạ. 2-3 chai rượu. Nhưng mà bạn ấy uống là bạn có yêu cầu bạn là anh phải uống hết cho em uống nhiêu là anh thì uống nhiêu, bạn dạ có bắt bạn vậy không? Dạ không. Hay là bạn muốn uống sao thì uống, miễn là mình ngồi cạnh nhau để uống chung với nhau. Không, lấy... tôi cũng không chấp nhận luôn. Bạn có chấp nhận cái cảnh mà một người con gái ngủ 2-3 chai rượu trước mặt bạn không? Bạn ấy có xỉn sau những cuộc nhậu đó không? Và cái chuyện mà uống rượu với nhau đó, nó diễn ra tần suất bao nhiêu tuần, bao nhiêu lần trong một tuần? Chắc là khoảng một lần một tuần ạ. Một lần một tuần. Trời ơi, vậy mà cũng cầm lên. Nhưng mà mỗi lần nhậu xong là trông cứ sao sao á, không giống bình thường anh ạ. Tôi hỏi một chút xíu, bình thường đàn ông á, thấy phụ nữ mà hơi say say một chút á, thì người ta thường kêu là dễ thương. Thế thì bạn có thấy người yêu của bạn dễ thương khi mà hơi say say một chút xíu không? Em thấy bình thường dễ thương hơn. Đó là xuất phát từ cái gu rồi. Những cái cuộc nhậu đó, ai là người trả tiền vậy? Mình nhậu tại nhà mà. Nhậu tại nhà mà anh. Ở nhà thì cũng phải trả tiền mà, rượu mua mắc tiền, có rượu là rẻ đâu ạ. À, kiểu như hay đi siêu thị thì lâu lâu lúc người này mua, lúc người kia mua, rồi để tủ lạnh, lúc nào cần thì uống. Ai mua? Lúc người này mua, lúc người kia mua, có nghĩa là bạn cũng chủ động mua rượu về nhà mà. Tức là em là người có lúc em thanh toán, lúc bạn thanh toán, chứ không phải là chủ động mua. Bạn có thể chủ động gọi là loại bỏ được cái món hàng ấy. Đúng, khi bạn thanh toán mà. Khi bạn thanh toán bạn bỏ ra được mà. Nếu mà em loại bỏ ra thì có một cánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng mặt em với nó. Thì sao mà em dám bỏ ra chứ? Nếu mình muốn mình sẽ làm được thôi. Còn nếu mà mình không muốn thì mình đúng sẽ rồi. Có cái lý do để trách cô gái này. Vậy thì cô gái này phải lật ngược lại là nếu mình muốn nhậu thì mình nhậu, còn nếu muốn vì người yêu mình thì mình đã không nhậu rồi. Đúng không? Chứng tỏ là họ không vì nhau. Ngay thật từ đầu chúng ta nhìn thấy là họ không hợp nhau. Cô ấy không phải nhậu vì muốn phiền người yêu. Đúng, vì cô muốn. Cái cảm xúc cô ấy nhậu là muốn gần gũi với người yêu. Đúng. Chứ không phải là muốn phiền. Tại sao em không thích bạn nhậu là vì sao đấy? Bạn không ăn gì cả, bạn chỉ uống thôi. Và mỗi lần nhậu xong á, thì lúc thì ngủ, nhiều hôm mình ngồi bấm điện thoại phát tới sáng, em mở mắt ra còn thức. Chung là em thì em chỉ quan tâm đến sức khỏe bạn thôi. Đến có một thời điểm nhá, rồi bạn bị ốm này, em quan tâm thì bạn lại quạo em. Người ta đang bệnh, người ta khó chịu á bạn. Xin lỗi luật sư tình yêu lại thương, tôi xin binh vực Lê Hiếu một chút xíu. Từ đâu dẫn đến việc ốm? Cô nàng này nhậu bấm điện thoại tới sáng, anh này mở mắt ra còn bấm điện thoại mà. Bên cạnh đó nè, còn một điều nãy giờ luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung quên mất là thân chủ của anh nhỏ hơn cô ấy 8 tuổi. 8 năm kinh nghiệm sống ở đâu mà lại không quan tâm đến sức khỏe như vậy? Xin lỗi bạn, bạn nhậu không vấn đề nha, nhưng phải ăn để cho bạn đừng bị cào bao tử. Bạn mà không ăn luôn là chính bạn đang bào mòn sức khỏe của bạn, thì làm sao người đàn ông quan tâm đến sức khỏe chấp nhận được? Rồi tôi xin tóm tắt lại như thế này là hai người yêu nhau, một chàng trai nhỏ, một cô gái 8 tuổi, một cô gái có nhiều tuổi đời thì tưởng chừng sẽ nhiều kinh nghiệm và tự chăm sóc tốt bản thân mình. Thì khi yêu một chàng trai trẻ có nhiều yêu cầu về sức khỏe, anh ấy đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho bạn gái của mình rồi. Nhưng những yêu cầu đó đều bị bác bỏ bằng những lý do mà cô ấy cảm thấy là hợp lý. Và dần dà anh ấy cảm giác được là sự quan tâm của mình là thừa thải. Và tới lúc người ta cảm giác được là cho đi mà không nhận lại, người ta không cần nhận những thứ mình cho, thì thôi mình kết thúc cuộc tình ở đây. Nên bây giờ để hỏi chàng trai tôi đúng hay sai thì cũng không hẳn, và cô gái kia đúng hay sai tôi cũng không biết. Nhưng chỉ biết được là từ phía anh ấy cảm giác được là không còn hứng thú với cuộc tình này nữa. Vâng, tôi xin ghi nhận tích tắc lời khai từ luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung cũng như thân chủ Lê Hiếu. Và rõ ràng để xem là ở góc độ còn lại, cái người mà đang bị cho rằng là thích nhậu, mặc dù bạn trai quan tâm đến sức khỏe, nhắc nhở ăn uống, nhưng hoàn toàn bị bác bỏ và không nghe, thậm chí đợi đến mức đổ bệnh thì lại đổ thừa cho bạn trai sẽ lên tiếng như thế nào. Xin mời luật sư tình yêu Lại Thanh Hương và thân chủ Ngọc Nhung bắt đầu tích tắc lời khai. Thực ra cái lúc đó khi mà trên cái kênh mạng đó thì thực ra là trên mạng mà, nhiều khi là bạn ấy nhỏ tuổi, mình thì mình cũng lớn so với bạn đấy là 8 tuổi á. Em sợ là bạn ấy trẻ con quá. Và mình lớn tuổi thì không biết là khi mà yêu nhau hoặc là ở chung với nhau như vậy thì có thể là hòa hợp được hay không. Cái lý do gì mà bạn quyết định là đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để đổi cuộc sống của mình, mà tại sao bạn không lựa chọn cuộc sống một mình để thay đổi một cuộc sống một cách triệt để hơn mà bạn lại lựa chọn cuộc sống với cả chàng trai mà còn chàng trai trẻ như thế này? Thực ra em rất là mong muốn là khi mà mình đến một nơi nương tựa hả? Đúng rồi.
Có nghĩa là bạn lựa chọn một chàng trai chỉ là nghĩ rằng là bạn muốn nương tựa vào chàng trai đó. Trước đây ở ngoài Bắc thì em có quen một anh hơn em 2 tuổi. Khi mà yêu một người lớn tuổi á, thì em cũng mong muốn là mình trải nghiệm mà một người nhỏ hơn em 7-8 tuổi đi. Lý do chính mà hai bạn dẫn đến cái việc chia tay là gì? Khi ở chung với nhau đúng không? Thì mình phải phân chia công việc. Nhưng mà toàn một mình em làm hết á. Em phản đối. Thật ra là như thế này này. Cái thời gian ban đầu tụi em ở chung với nhau á, em cũng muốn làm. Nhưng bạn nói, thôi anh vào trong cái để em làm cho. Thế có nghĩa là mỗi lần mà cô nói để em là bạn để em luôn? Không không nha, bạn là một người dứt khoát. Ngoài những cái lý do như vừa nãy thì bạn còn lý do nào khác để nói về chàng trai này không? Có một lần em bị ốm khá là nặng. Tại vì là cái thời tiết ở ngoài Bắc và trong đây nó sốc nhiệt. Đúng rồi, chưa quen. Kiểu em bị mệt xong rồi em bị dị ứng thời tiết. Thì khi mà em có nói với bạn đấy rồi nhưng bạn ấy vẫn cố tình đi chơi. Thực ra những cái lúc ốm với con gái mà cần sự quan tâm đúng không ạ? Nhưng mà em thấy bạn đấy quá vô tâm ấy. Mà em kiểu tủi thân đấy chị. Bạn đi nguyên đêm luôn à? Vâng, bạn đi nguyên đêm đến sáng. Bạn đi đâu mà đi nguyên đêm? Thật ra là có những lúc em sẽ có những công việc rồi có bạn những... làm công việc về liên quan đến thể chất, thể hình mà lại làm gì buổi đêm mà bạn? Ví dụ như em booking chẳng hạn thêm, chẳng hạn là... Đó là công việc, bạn dạ. Là booking. À, là booking ở trong bar. Tôi cũng phản đối luôn. Booking ở trong bar trong lớp đầy mùi khói thuốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Không đúng thể rồi. Nào zipper mà chọn cái môi trường như vậy được. Đúng rồi. Bạn sai từ đầu rồi đó. Bạn sai trong cách chọn người yêu, sai luôn trong cách chọn công việc. Đúng rồi. Mà bạn mâu thuẫn trong cả lời nói của bạn nữa. Đó là một vấn đề vô cùng nguy hiểm mà chỉ có thẩm phán mới chốt được chuyến này. Thưa quý vị, tôi xin ghi nhận tích tắc lời khai từ phía luật sư tình yêu Lại Thanh Hương và thân chủ Ngọc Nhung. Thật ra thưa quý vị, ở cuộc tình này, nếu mà nói cụ thể ai là người sai á, chắc chắn cả hai đương sự trong cuộc tình này đều có điều sai. Nhưng phải quan trọng ở đây nè, một chàng trai trẻ 26 tuổi ở độ tuổi sung mãn, rõ ràng anh ấy có rất nhiều nhu cầu thể hiện và chăm sóc bản thân mình, bên cạnh đó cũng quan tâm cô gái này. Nếu không, anh ấy không thể nào chi một cái số tiền đủ lớn để cô ấy từ Hà Nội bay vào Thành phố Hồ Chí Minh thuê hẳn một nơi để cả hai cùng ở chung được. Chứng tỏ rằng anh ấy cũng đầu tư cho cuộc tình này bằng một lý do xác đáng là muốn cả hai ở cùng với nhau. Cũng chính vì sự đầu tư này cho nên cô gái này lúc đầu mới dành làm việc nhà đó chứ. Chứ không phải tự nhiên muốn làm việc nhà đâu. Nhưng không có nghĩa rằng cô ấy dành làm việc nhà là bạn có quyền để cô ấy làm luôn từ đó về sau. Một người vì muốn nhịn, muốn nương tựa một bờ vai khi cô đơn cho nên mới vào Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm cuộc sống mới. Tôi dùng chính xác là cuộc sống mới. Nhưng rồi thì cái sở thích của cả hai đang không giống nhau. Chính vì vậy, cả hai đang dùng suy nghĩ của chính mình để áp đặt lên nhau. Một bên zimmer ăn uống kỹ lưỡng, một bên không chịu ăn uống kỹ lưỡng gì trơn trọi á. Và đặc biệt là một bên cần sự quan tâm, con gái nào cũng cần, tôi tin là vậy. Con gái nào cũng có cái kiểu giống như là không cần nói mà phải biết, phải nhìn em, phải để ý em, phải quan tâm em, phải lo cho em, phải không? Dạ. Đấy, thì đây là cái tính chất của phái mạnh và phái yếu mà trước giờ á, dường như chúng ta đọc nghe xem rất nhiều. Nhưng các bạn là những người trẻ hiện đại, các bạn vẫn chưa làm điều đó thấu đáo, chứng tỏ rằng cái nỗ lực của cả hai còn chưa thật sự trọn vẹn cho cuộc tình yêu này. Cho nên để xem khán giả tại trường quay sẽ có những góc nhìn như thế nào, xin mời đến phần ý kiến của khán giả. Để xem khán giả chia sẻ như thế nào. Dạ xin mời ạ. Dạ em chào anh. Thì hôm qua câu chuyện mà hai anh chị đã chia sẻ nãy giờ thì em thấy chị Nhung là người đúng. Vậy vì một người con gái mà từ ngoài Bắc vào đây, đối với một cuộc sống mới đi, thì mình chẳng có một người bạn, một người thân nào ở trong đây hết. Chị sẽ cần được một người chia sẻ, một người quan tâm mình nhiều hơn. Vì cũng như mà mục đích chị vô đây là cũng vì anh ấy, nên là chị sẽ cần nhiều tình cảm hơn. Đối với anh thì em không nói anh sai, nhưng mà anh quá khắt khe về vấn đề ăn uống cũng như sức khỏe. Nhưng mà chị thì chị sẽ cần chia sẻ về những nỗi niềm của mình thông qua các bữa nhậu hơn. Thì chị sẽ giải bày tỏ cho anh hiểu hơn, nhưng mà anh lại quá khắt khe về vấn đề đó. Vâng, dạ. Thậm chí khi mà cô ấy muốn làm vài ly cho có hơi men trong người dễ giải bài thì anh ấy lại đi ngủ trước. Và thế là cô ấy nói chuyện với ai? Phải nhắn tin với những người bạn ở Hà Nội để giải bày tâm sự của mình. Đúng không? Người đàn ông không chịu thấu hiểu. Vâng, cảm ơn bạn. Cùng lắng nghe ý kiến tiếp theo. Mời bạn.
Dạ, ngược lại với bạn bên kia thì em nghĩ là bạn nam là người đúng ạ. Em thấy thì bạn là người trưởng thành hơn, mặc dù trong cuộc tình này thì bạn là người nhỏ hơn. Bạn sống có trách nhiệm, có nguyên tắc, nhưng mà không quá cứng nhắc. Bạn ấy vẫn luôn chiều theo bạn nữ. Cho nên là em nghĩ là bạn nữ hơi nhạy cảm một chút, có thể là hơi overthinking một chút. Có thể là có bất mãn gì đó thì bạn nên chia sẻ thẳng thắn với bạn nam để cả hai cùng giải quyết ạ. Vâng, đúng không? Không thể nào mà thích nhậu, thích dùng đồ uống có cồn mà lại không ăn gì cả. Rồi cái sức khỏe làm sao giữ được? Huống hồ gì người yêu mình là gymmer xuống mãn. Ít ra mình cũng phải khỏe mạnh thì mới hòa hợp được, đúng không? Nhà cảm ơn bạn. Thưa quý vị, rõ ràng đây là hai con người chắc chắn là đối lập nhau. Ở đây họ đang tìm điểm chung khi hơn 6 tháng ở cùng bên nhau đã xảy ra rất nhiều việc. Một bên muốn tốt cho sức khỏe của bên còn lại, còn một bên trách bên còn lại vô tâm. Tại sao anh kỷ luật, anh quan tâm sức khỏe mà lại không quan tâm khi em bệnh? Vâng, đó là mâu thuẫn vấn đề. Vậy thì ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Hãy cùng đến với phần tiếp theo với những lời buộc tội. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để đón theo dõi những lời buộc tội. Rõ ràng chúng ta phải hiểu với nhau rằng trong tình yêu thì không thể nào không có mâu thuẫn được. Có những mâu thuẫn nó làm cho cả hai xích lại gần nhau. Có những mâu thuẫn nó làm cả hai xa nhau và thậm chí là xa nhau mãi mãi. Ở đây là thời điểm mà các bạn được quyền nói lên những bức xúc, những khó chịu, những tổn thương về nhau khi mà đối phương làm cho mình thành những lời buộc tội. Tổng cộng sẽ có 6 lời buộc tội chia đều cho cả hai đương sự. Một bên sẽ có 3 lời buộc tội dành cho nhau. Điều thú vị diễn ra khi một bên buộc tội một bên, bên bị buộc tội nhận tội, thì người có điểm lại là người nhận tội. Nghĩa là càng nhận nhiều tội thì càng có nhiều điểm. Và đặc quyền ở đây với những người có nhiều điểm, nhận nhiều tội hơn sẽ được mời nhân chứng có mặt tại tòa. Và dĩ nhiên đây là một lối suy nghĩ hết sức táo bạo. Nếu như các bạn tin rằng nhân chứng của các bạn đang nắm giữ một bí mật có thể làm thay đổi tình thế, các bạn có quyền nhận hết tội để có nhiều điểm. Còn nếu như nhân chứng của bạn đang nắm giữ một bí mật nó không quá mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, thì hãy cân nhắc những lời buộc tội có thật sự là mình có tội hay không. Nếu không, mình có quyền chối. Các bạn nếu đồng ý nhận tội, hãy dùng búa gõ vào đế xanh. Không đồng ý nhận tội, dùng búa gõ vào đế đỏ. Và thưa quý vị, trước khi đến với lời buộc tội đầu tiên, hãy cùng gặp gỡ với hai nhân chứng sẽ có cơ hội xuất hiện tại tòa. Và đầu tiên, nhân chứng của Lê Hiếu sẽ được giới thiệu mẹ Thu. Và thưa quý vị, nhân chứng của Ngọc Nhung đó chính là Ba Nho. Cảm ơn cô chú đã dành thời gian đến với tòa án tình yêu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng để xem hai đương sự sẽ đưa ra những lời buộc tội như thế nào. Xin mời lời buộc tội đầu tiên. Điều thứ nhất anh muốn nói với em á, anh không biết tại sao nhá, mà có những cái chuyện rất là đơn giản thôi mà em rất là lèm bèm, cằn nhằn như một bà già á. Nói đi nói lại nói hoài. Dạ, em phản đối ạ. Thực ra thì em thấy anh ở nhà ấy, thì bình thường ấy, hai đứa sống chung đúng không? Thì mình phải chia sẻ công việc cho nhau. Em cũng có công việc riêng của em và anh cũng có công việc riêng của anh. Thì nhiều khi em đi làm về mệt, em cũng mong muốn là em nấu đồ rồi thì chắc chắn là anh phải đi rửa bát cùng em. Nhưng anh không hề. Anh không hề dọn dẹp nhà cửa cùng em mà chỉ có mình em thôi. Thời điểm đó anh đi làm về cũng mệt, cũng cần phải nghỉ ngơi một xíu rồi ăn uống. Đó thì anh nói là để một chút nữa rồi anh làm, khoan đi tầm 1-2 tiếng nữa. Nhưng không, cứ 5-10 phút lại chưa rửa bát à, chưa dọn nhà à. Đó, cứ vậy hoài. Nhưng cơ bản là con gái mà, đúng không? Khi mà mình con gái nói rồi thì anh cũng phải làm luôn, nhưng mà anh không. Em có hiểu lúc đó anh như thế nào không? Anh đi làm từ sáng đến tối mệt, còn chưa tắm, chưa ăn. Đối với anh này, chuyện ăn uống nó rất là quan trọng. Anh còn chưa được ăn miếng nào vào bụng, nó bắt anh dọn dẹp rồi. Nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa? Không, cơ bản là em đã nấu đồ rồi thì chắc chắn luôn là khi mà rửa bát là anh phải rửa thôi. Anh cùng em rửa nhanh không? Em không đợi anh ăn xong rồi em nói được à? Mà em phải nói trong cái lúc mà anh còn chưa kịp ăn đã, em đã giục rồi, đã nói rồi. Mất ngon. Không phải, mà là rất là nhiều lần, anh hiểu không? Nhiều lần á?
thì tất nhiên là cũng phải có những cái lần đầu tiên em làm gì để khiến anh như thế. Nếu như lúc đầu mà em nhẹ nhàng đi, những lần sau anh đâu có như vậy. Tại vì là anh hay như vậy thì em phải cáu gắt lên anh mới nghe thôi. Nếu như bình thường thì anh làm luôn thì làm sao mà em có thể cáu gắt được, đúng không ạ? Ồ, vậy có nghĩa là anh đi làm về anh phải dọn dẹp trước, phải dọn dẹp các thứ mọi thứ anh mới được ăn. Thì ý em là như vậy? Dạ không. Thì bây giờ nha, em nấu đồ rồi đúng không ạ? Trên bàn rất là bầy bừa đồ ăn đó. Thì tất nhiên là mình phải dọn dẹp, xong khi mà mình ăn thì người ta bảo là chén bát ngon thì ăn cơm mới ngon. Nhà sạch thì mát, bát sạch mới ngon cơm á, đúng không? Dạ vâng. Ừ. Nhưng em phải hiểu là anh là lao động, phải dùng cả sức rất là nhiều và rất là mệt. Anh cần phải ăn uống, nghỉ ngơi một lúc cho thứ nhất nó tiêu. Mới ăn uống xong người nó thứ nhất là no này. Và bắt vô làm liền, làm sao mà khác vào làm được. Vấn đề của hai bạn là gì? Là khác góc nhìn. Ở chàng trai này ảnh là gymmer mà. Ảnh ăn uống phải có thời gian tiêu hóa, ảnh về nhà phải có thời gian nghỉ ngơi cho nó khỏe thì ảnh mới có thể làm việc khác được. Ảnh không thể nào vừa nhào về là làm vô liền. Bạn góc độ bạn ở nhà, bạn vô làm liền được, tại bạn không làm gì cả. Ở nhà nó làm việc nhà nè, rồi nấu cơm xong rồi bạn đang vui phải không? Đang hào hứng muốn về là chuẩn bị sạch sẽ đi rồi ăn cho nó ngon, là góc nhìn của bạn. Nhưng người đàn ông này về cần nghỉ thở cái rồi bắt đầu mới bắt tay vào làm những cái việc khác. Đó là cái cách mà anh ấy sống, chứ không phải là tại anh không muốn tiếp bạn, chỉ là ảnh làm cái cách khác như bạn suy nghĩ mà thôi. Chừng nào mà anh thôi việc đó em làm luôn đi, anh không làm, anh đem tiền về rồi anh không làm, thì nó có vấn đề, hiểu chưa? Thì ở đây là ai cũng muốn tốt cho nhau mà, chỉ là quan trọng là các bạn tìm cái cách cho nó phù hợp nhau thôi, có gì đâu khó. Còn anh này, anh tập gym chi, anh sống heo thì chi mà anh than mệt hoài vậy? Trong góc độ của bạn gái anh là trời ơi, ảnh gymmer, anh tập sức khỏe mà về nhà anh cần nghỉ mệt, anh mới dọn dẹp. Anh ăn xong anh cũng cần nghỉ mệt, anh mới dọn. Trong mắt phụ nữ khi mà ăn xong không dọn liền là làm biếng. Đúng rồi ạ. Không chịu dọn, không chịu san sẻ, để đó hồi tôi dọn, hiểu không? Nghĩa là hai bạn trong mắt nhau á đang có góc nhìn chưa có đúng về cách sống của nhau thôi. Chứ ai cũng muốn tốt cả. Lời buộc tội đầu tiên của Dung dành cho Hiếu là gì? Em thấy anh là một người đàn ông nhưng mà trải chuốt nhiều hơn cả đàn bà. Anh phản đối. Thứ nhất, anh chia sẻ em từ đầu công việc của anh là gì? Sức khỏe, sắc đẹp. Thì nếu như mình không đẹp thì làm sao khách hàng đến với mình? Và cái thứ hai, mình làm đẹp để ai, để làm gì? Để khi đi cùng người yêu của mình, người yêu của mình hãnh diện. Có hãnh diện không? Thực ra là có hãnh diện, nhưng mà tuy nhiên khi mà một người mà quá chăm chút đúng không? Khi mà đi ra ngoài đó, mình phải đợi rất là lâu. Em thấy anh là ví dụ nhá, bình thường em đi ra ngoài mất tầm độ 15-20 phút thôi. Em thay đồ rồi em trang điểm. Đó, nhưng mà em thấy là anh ở trong nhà tắm là 2 tiếng đồng hồ. Thì em không biết là anh làm cái gì ở trong đó. 2 tiếng á, thì nói hơi quá. Chỉ là cái thời gian đó mình chưa bận một công việc nào đó, thì mình cũng chưa cần nhất thiết là mình phải làm liền hay là mình phải đi ra ngoài liền để làm gì. Mà em buồn nhất là bọn mình đi làm đúng không, một tuần thì em có xin anh đi chơi với em một hôm thôi. Nhưng mà anh nhất định là anh phải đi tập, anh bỏ bê em. Có nghĩa là anh ý, anh kiểu dạng như là so với việc tập quan trọng hơn em. Vậy là anh đã quan tâm em chưa? Cái này thì em có chia sẻ riêng với Nhung trước đây là một tuần thì em thường dành ra 6 ngày để đi tập. Thì trong mỗi buổi tập em sẽ tập từ 2 đến 3 tiếng. Thì Nhung phải biết rõ là em sẽ luôn dành từ 2 đến 3 tiếng vào mỗi ngày để tập như vậy. Thay vì chờ thêm một chút nữa thì muốn đi liền và muốn em nghỉ tập ngày hôm đó. Tại sao mà mình lại vì một buổi đi chơi mà mình đánh bỏ cái kỷ luật của mình được? Em luôn nói là động lực á, nó chỉ là nhất thời thôi, nhưng kỷ luật mới mang ta đến thành công. Ủa, nhưng mà mình đang yêu nhau mà anh. Có nghĩa là mình không có thời gian cho nhau ạ? Hay là như nào anh? Thế nếu như mình đi chơi muộn hơn một tí, mình đi ăn trễ hơn một tí, mình ra ngoài đường nói chung là sau người ta một tí. Nhưng cơ bản là một tí của anh là bao nhiêu? Anh tập từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Đó, sau mới đi chơi. Nhưng ngày hôm sau thì em phải đi làm mà. Đúng không? Em phải đi làm. Có những cái gọi là ban ngày ạ. Ban ngày em muốn rủ bạn đi chơi thì bạn sợ nắng. Gái người ta sợ nắng là đúng. Thì em luôn nói rõ từ đầu là đó, thời gian đó là thời gian tập luyện của anh, nó cố định rồi. Khung giờ của em luôn là buổi tối. Thì mình sẽ dành thời... đó là anh không quan tâm em đó. Yêu nhau mà, mình có thể bỏ một chút thời gian cho người yêu một tuần một lần. Nhưng không hề ạ. Đôi khi là em muốn bản thân mình tiến bộ nhanh hơn. Vì cái tố chất của em vốn dĩ nó không có bằng người khác. Ở điểm khởi đầu của em nó rất kém, nên em phải cố gắng gấp đôi người ta. Thì em luôn nói với bạn là
anh phải làm như vậy, một ngày của anh phải làm những điều đó và nó hàng ngày và thường xuyên. Thì thay vì người em thông cảm cho anh thì em lại ép anh phải làm theo ý của em. Đấy, đó là em không hiểu cho công việc của anh, em không hiểu cho cái đam mê và ước mơ của anh. Anh muốn đi xa hơn thì em muốn những cuộc đi chơi của em hơn. Cái nào quan trọng hơn? Với anh là quan trọng, nhưng mà với em thì em cũng có cần sự quan tâm mà, mình đang yêu nhau mà đúng không? Em cũng muốn giống như những người con gái khác thôi, cũng muốn đi chơi ạ. Mà Nhung ơi, nếu mà nói như vậy á thì cái 8 năm hơn nhau ở đây nó chưa có phát huy tác dụng. Đó là ở sự thấu hiểu. Ở đây nãy giờ chúng ta vẫn nghe nói là Lê Hiếu là người kỷ luật, cứ áp đặt bạn là người kỷ luật, nhưng không phải đâu. Đỉnh cao của kỷ luật là tự do, nghĩa là lặp đi lặp lại cái điều đó thường, đối với họ là bình thường. Việc đi tập ngày nào cũng tập là bình thường, việc phải đến phòng gym để tập 2-3 tiếng mỗi ngày đều đặn hỏng thầm, thậm chí là không cần ai nhắc là bình thường. Còn ở đây là bạn đang bắt người đàn ông của bạn bỏ đi cái thói quen tốt để đi chơi. Ở đây không phải là lựa chọn em hay là sức khỏe, mà là cái người mà họ đã tạo cái kỷ luật thành tự do rồi á, thì với họ cái việc đó cũng giống như việc phải ăn cơm để sống vậy đó. Cho nên cái việc mà bạn nói tuần bạn có 5 ngày tập thôi mà, còn 2 ngày khác đi chơi được mà, chứ bạn đâu tập nguyên tuần đâu. Có mà, trời ơi, một tuần em xin một ngày mà trong cái ngày nghỉ đó, nhưng anh ý vẫn kiểu không, hôm nay anh nhất định phải tập, có nghĩa là anh ấy sẽ ngắt ngừng trong cuộc tập đó. Ví dụ như là 2 ngày tập và 1 ngày nghỉ, nhưng cái giờ vào ngày đó thì anh ấy lại không muốn đi. Thật ra này, em thì hay lựa vào những cái ngày mà Nhung ngày hôm sau được nghỉ, em sẽ đi chơi vào những ngày đó. Thì em và Nhung thường hay đi chơi pizza vào buổi đêm. Đó, hai tụi em hay chơi với nhau vậy thôi, ăn uống rồi trò chuyện ở quán bia. Thì em phải lựa vào ngày hôm sau Nhung nghỉ thì em mới dẫn đi chơi được. Tại vì đi chơi mà ngày mai nó không phải dậy sớm thì nó sẽ thoải mái hơn. Đó, thì đâu phải là em không có dẫn đi đâu ạ. Nghĩa là hai bạn đang muốn đi ở hai cái ngày khác nhau. Cái ngày mà người này đi được thì người kia không đi, cái ngày mà người kia muốn đi thì người này không đi. Đúng rồi ạ. Chứ không phải là không có thời gian đi. Thì mình đàm phán với nhau chứ gì đâu, mình thỏa thuận với nhau, người nhịn một chút. Tôi đang thấy hai bạn đang giữ cái tôi của mình nhiều quá. Nhưng mà con trai phải nhiều con gái đúng không ạ? Này đúng nha, con trai hay con gái? Cả con trai. Không ga lăng một xíu nào. Vâng, tiếp tục lời buộc tội thứ hai từ Lê Hiếu. Em có một cái tính là sạch phát bệnh như được. Em không đồng ý ạ. Tại vì nhá, bình thường em ở nhà thì một mình em dọn đúng không? Thì em không dọn thì là ai dọn ạ? Chả lẽ là để nhà bừa bộn đúng không? Là có cái chuyện này thôi đó mà cũng là thành bệnh luôn à. Kiểu như ép anh, ép em có cái lau nhà em thể một ngày phải lau 7-7-49 lần. Nhiều khi mở cửa đi ra đi vào tí cái lại lấy cây bắt em lau nhà. Vậy mình có kỹ quá không? Dạ, hơi kỹ ạ. Hơi kỹ à? Dạ. Rồi nhưng thấy mà... cái việc hơi kỹ này thì bạn trai mình đôi khi cũng không có kỹ như mình á, thì mình có suy nghĩ lại không? Hay là mình vẫn quyết định kỹ đi? Cái vấn đề này thì đấy là do tính cách của em rồi. Cũng là tính cách em sạch ấy, thì anh cũng có thể là mình chiều người yêu mình cũng sạch theo đúng không? Thì đó là nhường nhịn nhau đó. Mà anh là con trai mà. Đối với em cái gì nó vừa vừa thì nó sẽ tốt cho cả hai. Cái gì quá, người ta nói là quá cố quá thì quá cố đấy. Nên em không muốn làm cái gì nó gọi là quá mức quy định. Tại sao bạn kỹ cho cái nghề của bạn được, cho cái cá nhân, cái cơ thể của bạn được? Bạn soi 2 tiếng đồng hồ, bạn đo tất cả các vòng trên cơ thể của bạn ở trong toilet thì được. Bạn gái bạn lau nhà cho sạch, nhắc bạn lau cho sạch, bạn không lau, bạn gái bạn tự lau thì bạn lại lem bem. Coi lại nha. Tới em là một tội thứ hai dành cho bạn trai là gì? Em không biết anh là người đàn ông kiểu gì, nhưng anh luôn luôn chê em xấu và so sánh em với những người con gái khác và làm nhục em. Anh đồng ý. Những cái lời đó nó không phải là gọi là chê thậm tệ, chỉ là những cái lời chê gọi là chê vui thôi, để cho em cố gắng, em có động lực hơn. Nhưng em có biết không, nhờ có những lời chê đó em đã giảm từ 54 cân còn 48 cân. Nhưng mà cái lời chê đó của anh kiểu gây áp lực cho em, em bị stress lắm. Nhưng mà lời anh chê... biết vì sao mà em uống rượu không? Mà em không ăn á. Thì có nghĩa là em bị anh chê nhiều quá, có nghĩa là em không dám ăn tinh bột nhiều. Không hề dám ăn tinh bột nhiều, mà có nghĩa là mình chỉ dám ăn hoa quả và rau thôi. Có nghĩa là mình bị người yêu chê nhiều quá, mình xấu hổ, mình tủi thân á. Hiểu rồi, nghĩa là cái lý do mà em không dám ăn luôn. Vâng, và em thậm không chí dám không ăn. Ăn là để cố ý giảm cân. Dạ.
Trời ơi. Anh đính chính lại nha. Anh từng chia sẻ cho em cách ăn vẫn là giảm cân, vẫn ăn đầy đủ nhưng là giảm cân gọi là có khoa học. Nhưng em không nghe theo, em chọn cách là nhịn ăn để giảm cân. Cái đó đâu phải là do anh đâu. Anh chỉ em cách ăn đàng hoàng mà, anh chia sẻ luôn. Cái cách mà gọi là nhịn ăn để giảm cân ấy, sẽ làm cho mình hại sức khỏe, hụt đề kháng và cơ thể vào trạng thái sinh tồn. Sẽ làm mình cực kỳ mệt và rất là dễ gây bệnh. Còn mình vẫn ăn uống khoa học đầy đủ, mình vẫn giảm cân bình thường. Tại sao mình không chọn cách đó? Có nghĩa là em ăn giảm đi thôi, nhưng em chỉ không ăn tinh bột mà. Không ăn tinh bột? Dạ. Tinh bột là thứ quan trọng nhất, mà em không ăn thì có phải là em mất đi thứ quan trọng nhất rồi? Có nghĩa là em sẽ giảm tinh bột đi chứ không phải là em hoàn toàn là em không ăn. Thực ra là những cái lời chê của anh là quá thậm tệ á. Kiểu như anh nói một cách quá làm khiến cho em bị chán ăn á. Có nghĩa là em đang định muốn ăn cái này, em đói, cực kỳ đói luôn. Nhưng mà em nghĩ là ở những cái lời anh chê em đã không dám ăn nữa. Ủa sao dạo này em béo thế? Mà con gái rất là sợ nghe mình bị chê béo đúng không? Nhất là chỗ đông người, bạn bè. Chưa bao giờ chê em trước mặt bạn bè hay đông người nha. Nha. Còn cái việc mà em béo lên á, nó là sự thật mà. Anh thấy em béo lên thì anh nói em béo lên để em cẩn thận, em ăn uống kỹ lại. Chứ nếu bây giờ em tăng thêm 3-4 cân nữa cái hôm sau, ủa sao anh không nói em? Em có người yêu là gamer mà để em béo như vậy hả? Em sẽ trách ngược lại anh. Anh là người tập gym đúng không? Đi ra ngoài anh va chạm rất là nhiều con gái. Đúng rồi. Xong lên các trang thời lướt qua toàn gái. Đúng. Trời ơi, vòng này đẹp em ạ. Trời ơi. Dáng cực kỳ chuẩn. Trời ơi. Anh đã đính chính lại là em không lấy ra để so sánh, mà em lấy ra để em phân tích là mỗi người sẽ có mỗi cơ địa khác nhau, mình cần phải biết là cơ thể mình trội phần nào, yếu phần nào để mình cải thiện. Đó, thì em nói là đây, em muốn theo hình mẫu như thế này thì cần phải thì cứ chịu tập theo anh sẽ chỉ cho. Đó, thì em lấy ra để có những cái hình mẫu của những cái người gọi là người đẹp đi, những người gọi là fitness đi trước đi. Đó, thì là những hình mẫu đó, em thích hình mẫu nào thì anh sẽ chỉ để em để hướng theo hình mẫu đó. Góc nhìn bạn sai rồi. Nhưng mà cơ bản là em không muốn cái cơ thể của em nó quá nhiều cơ. Đúng không ạ? Ai cũng rồi. Có một cái sở thích riêng của cơ thể mà. Đúng. Tại vì em cũng là một mẫu ảnh mà anh. Mẫu ảnh quá nhiều cơ thì rất là xấu ạ. Đúng. Hồi nãy anh nói góc nhìn em sai là gì? Khi mà em đưa ra một hình ảnh để em đưa bạn gái em coi, đó là so sánh. Tỷ lệ cơ thể của mỗi người mỗi khác, chiều cao cân nặng mỗi khác, tỷ lệ mỡ khác. Sao lại đưa tấm hình của một cô gái khác kêu bạn gái mình coi nè, đây đây nè em coi đi nè, cái vòng eo phải vầy nè, cái vòng ngực phải vầy nè, cái đùi phải vầy. Không phải vầy được. Em phải vẽ cho cô ấy hình ảnh đẹp của cô ấy chứ không phải đưa hình ảnh khác bắt cô ấy làm theo. Dạ đúng rồi ạ. Lời buộc tội tiếp theo xin mời. Em luôn coi anh là một cái thùng rác để em trút giận, gọi là giận cá chém thớt á. Dạ em không đồng ý ạ. Không phải là thùng rác mà em chỉ muốn chia sẻ thôi, nhưng mà anh không muốn nghe. Không phải là anh không muốn nghe mà là anh có từng nói với em là những cái công việc ở ngoài đừng mang về nhà nói chuyện với anh. Anh đã từng nói với em như vậy. Em nói sai. Anh nói là những cái công việc bên ngoài, cái gì tốt á thì mình giữ lại, cái gì không tốt á thì mình nói xong rồi thôi. Tại sao mà mình lại phải đem cái những cái tiêu cực từ bên ngoài về để mang vào trong nhà để thể hiện ra cho người yêu của mình thấy là mình đang có một gọi là một ngày rất là tồi tệ để kéo cái cuộc sống gọi là em là một người tích cực mà. Có những lúc mà vẫn buồn mà em tiếp xúc không được luôn á, nghĩa là em hỏi thăm không sao, không có gì. Cứ như vậy hoài cái em không tiếp xúc được, cái em lại ngồi một mình. Em ngồi một mình á thì lúc sau lại hỏi anh không quan tâm em. Khi có những cái công việc mà em bị stress em chỉ mong muốn là về chia sẻ với anh, tại vì sao? Em ở trong đây một mình mà, em làm gì có ai chia sẻ đâu. Thì nếu như mà em không chia sẻ với anh thì em sẽ chia sẻ với ai? Những lần đầu tiên mà em chia sẻ nha, anh luôn nghe em và tâm sự cùng em. Nhưng mỗi lần anh đưa ra lời khuyên á thì em lại quạo anh, em khó chịu rồi em cáu gắt, làm cho cái không khí nó trì xuống. Ở đây em là người mang câu chuyện này vào cuộc sống gia đình, rồi cũng chính em bực vì chàng trai của em trẻ hơn, chưa có những nhận định thấu đáo như em nghĩ, thì em lại bực vì cái chuyện đó. Thì anh nghĩ rằng em nên xem lại. Bạn trai em có thể chưa đủ tâm lý, nhưng mà em nên xem lại. Bạn chưa đủ trải nghiệm để đưa ra những cái lựa chọn, nói chuyện với em cho thấu đáo, nhưng em vẫn phải nên xem lại cái cách mình truyền tải câu chuyện. Tại vì chuyện ở ngoài là ở ngoài xong rồi, mình mang về chỉ để muốn san sẻ chứ không phải muốn tranh cãi. Mà mang về mục đích là muốn san sẻ, nhưng cuối cùng gây ra tranh cãi là do mình. Hiểu không? Vâng, lời buộc tội còn lại của bạn là gì? Em nói thật nhá, anh là dân tập gym đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó anh yếu hơn người yêu cũ của em. Anh phản đối. Anh không biết người yêu cũ của em như thế nào, nhưng mà đối với em nửa tiếng là ít hả? Nửa tiếng?
Cái thứ hai, em là một người không thích so sánh, mà em lại đi so sánh anh với cả bạn trai cũ của em. Em biết tính anh mà, anh cực kỳ ghét so sánh người này với người kia. Những cái lúc mà anh đi tập về đó, xong anh đi ngủ ạ. Anh ngủ luôn. Anh không quan tâm, có nghĩa là tôi không biết là người yêu đang làm cái gì. Thì em phải biết là có những ngày khỏe, ngày mệt. Con người mà đâu phải một cái máy móc đâu. Ngày khỏe thì mình lựa, ví dụ ngày nào người ta mệt, ta yếu thì phải để cho ta nghỉ ngơi chứ. Những cái chuyện chăn gối trong chuyện tình yêu rất là quan trọng đó, anh biết không? Những cái lúc mà mình bị stress nhất trong công việc, về nhà chỉ cần người yêu mình ôm thôi, hoặc là quan tâm một chút thôi là mình cảm thấy vui rồi. Em đâu có cần là anh đi về anh phải như này kia với em. Em đâu có phải là ngày nào cũng phải có cái chuyện đó. Anh biết điều đó, nên từ thứ hai đến thứ sáu có sót ngày nào đâu. Có mỗi thứ bảy chủ nhật là anh đi làm về mệt, anh muốn nghỉ ngơi thôi. Chỉ có hai ngày là anh gọi là xin off thôi đấy. Bạn chọn cái thời điểm phù hợp cho bạn, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đó là thời điểm phù hợp của bạn gái bạn chưa? Thì cái gì cũng thế thôi. Nếu như bạn chịu mở lời mà nói rõ cái quan điểm ra thì đã khác rồi đúng không ạ? Giống như muốn xe chạy thì phải đợi đèn xanh. Không có tín hiệu thì sao xe dám tôi chạy? Tôi đang nói như vậy nè. Ở đây bạn gái của bạn, thứ bảy chủ nhật dù cho không có âu yếm nhiều, nhưng cũng phải vuốt ve ôm ấp, cái kiểu mà có sự quan tâm. Chứ bạn tập gym tới 11, 12 giờ về, bạn vô bạn nằm bạn ngủ, bạn không hề đá động tình yêu của bạn, đó là sự vô tâm. Khi mà bọn mình đã yêu nhau 6 tháng rồi thì anh phải biết lúc nào là em cần. Thì đó là anh không quan tâm đó. Không, em không biết là lúc nào bạn cần thật. Tại lúc nào không biết thật hả? Bởi vì lúc nào cũng toàn em làm không à? Có mình em làm không à? Lúc nào cũng mình em làm hả? Dạ, có mình em làm sao mà em biết lúc nào là bạn cần được? Tưởng em khỏe. Và cái thứ hai nữa là không phải là cái việc mà em không động. Có những lúc đi, cứ như là ví dụ ngày thứ bảy chủ nhật đi, em động chạm cái hất người em ra. Đâu lâu động cái hất người ra thì nghĩ là chắc là không thích thì thôi đi ngủ. Nhưng sao mà em biết được bạn như thế nào mà chiều theo ý? Có hất người ra không? Thì lúc đó người đó không được khỏe thôi ạ. Là những lúc cậu này chạm thì cô này không khỏe hất ra. Đến lúc cô này khỏe, cậu này mệt thì cô này lại muốn cậu này sáp vô. Hay là do hai bạn chưa hiểu nhau á, chưa tìm hiểu kỹ về cái ngôn ngữ chuyện chăn gối với nhau. Chuyện này em nên tìm hiểu thêm để hai bạn cân đối với nhau nha. Vậy thì thưa quý vị, 6 lời buộc tội đã được đưa ra trọn vẹn. Và dường như cái tính chất nó ngày càng liên quan đến chuyện riêng tư nhiều hơn. Và chắc chắn đúng rồi đó. Chính chuyện riêng tư mà không giải quyết thành chuyện chung á, nó sẽ là vấn đề của từng cặp đôi. Vậy thì tỷ số hiện nay cái người nhận tội nhiều hơn là Lê Hiếu. Đồng nghĩa với việc rất tiếc Nhung ơi, Lê Hiếu mới là người được mời nhân chứng. Vậy thì mời mẹ Lê Hiếu, xin mời. Dạ chào cô, hôm nay đến đây trong vai trò là nhân chứng, cô sẽ mang thông tin gì để làm chứng cho con mình trước tòa? Kính thưa quan tòa, kính thưa các bạn ở đây. Theo tôi cảm thấy là cô bé này là 34 năm rồi mà ở ngoài Hà Nội, mà sao tự nhiên là lại quen tôi, con tôi mới có chat trên mạng là có mới có mấy tháng thôi mà đã vào đây ở rồi. Con tôi là một người thanh niên trẻ tuổi hơn mà làm ra tiền nữa, nhưng mà tôi cũng có khuyên con tôi, nhưng mà con tôi là không nghe lời. Con tôi bỏ gia đình là đi ra ngoài thuê nhà sống chung với cô. Cho nên tôi nhìn nhận là gia đình cô này cha mẹ không biết dạy con, thành ra là cô này quá dễ dãi. Cô ăn nói cho cẩn thận chút. Gia đình tôi tại sao không biết dạy con? Chính bản thân của con cô đã dụ dỗ con gái tôi về sống chung. Cô phải coi lại cái bản thân của cô là không có biết dạy con. Anh suy nghĩ đi, con anh là từ ngoài Hà Nội đi vào đây mà con anh lại lớn tuổi hơn con tôi. Con tôi trong khi ở đây con tôi có công ăn việc làm, tất cả tiền thuê nhà, tiền này tiền nọ là đều con tôi là đều lo hết. Ai dụ dỗ ai? Cô nói về theo như tôi biết là cậu ta đi tập gym rồi cặp kê với những cô gái lớn tuổi có tiền. Trong lúc tập gym đó tôi cũng không biết con cô tập những cái gì cho người ta nữa. Đó, giờ đi làm, đi ăn, đi làm như vậy thấy treo chuốt. Tôi không biết con trai của cô là có men hơn không? Theo tôi suy nghĩ là con tôi rất là chuẩn men. Nếu mà không chuẩn men thì mấy tháng nay sống chung thì anh hỏi con anh là biết thôi. Dạ con ngắt lời cô ạ. Thực ra đây là bố nuôi của con. Ở ngoài Bắc thì con thì thiệt thòi hơn so với mọi người là con bị mất bố mẹ sớm ấy ạ.
con thiếu thốn tình cảm ấy, con cũng mong muốn là đi vào đây có một người thương con, lo cho con thì con mới vào. Mấy con cũng xin phép bạn đấy là mời con vào đây rồi mà, có phải là con tự vào đâu ạ. Con cũng có gia đình, cũng có các chị cũng nuôi dạy con từ bé, và khi mà vào đây thì các chị cũng rất là lo lắng. Thực ra con không hề dễ dãi đâu ạ. Tại vì con cũng mong muốn là cuộc sống của con đi vào trong đây thì có những cái công việc mà nó bị nó chưa được ổn định ấy ạ. Thì cũng mong muốn là có một người để cho mình thương mình, cố gắng hơn trong cuộc sống thôi. Nhưng mà theo cô thấy á, nếu mà một người phụ nữ khi mà mình quen một người thanh niên mà ta, thứ nhất là người ta trẻ tuổi hơn mình, cái thứ nhì gia đình người ta chỉ có một người con duy nhất là con một đó, thì con phải là suy nghĩ, có nghĩa là mình coi cái tình yêu đã đủ lớn chưa, đủ lớn chưa mà mình từ ngoài Hà Nội vào đây, dù là bạn này là mời tất cả bạn này bỏ tiền bạc hay là cái gì chi phí ra lo cho mình, tình yêu đã đủ lớn chưa. Nếu mà tình yêu chưa đủ lớn thì mình sẽ từ từ, chứ không phải là mình sáp vô mình ở để ngày hôm nay đi lên đây để mà chỉ trích nhau như vậy. Thì cô cảm thấy là các bạn tiến đến với nhau nhanh quá. Theo cô thấy á, thì con là đã 34 tuổi rồi, mà nếu mà con từ Hà Nội á, mà con theo mà cái tiếng sét tình yêu vậy đó, mà con đi vào trong Nam liền, mà con sống chung liền như vậy á, thì là con quá bồng bột. Cái câu trong Nam này người ta hay nói câu là bỏ nhà theo trai đó. Đó, thành ra là theo cô nhận thấy là những bạn trẻ như con á, dù có tình yêu đi chăng nữa, có từ ngoài Hà Nội vào đây chăng nữa, thì mình cũng nên là đừng có vội sống chung quá. Đừng có vội quá, để mình tìm hiểu đi, rồi sau đó mình hãy sống chung. Theo tôi thấy là cái kiểu sống thử hay là sống về sống chung là cái chuyện nó cũng rất là bình thường. Tại vì con tôi con gái, thí dụ như sau này mình phải thử coi như là người đàn ông mình như thế nào, chứ để sau này rồi xong để lỡ cỡ thêm một đời chồng nữa. Thành ra cái chuyện mà sống thử hay là sống chung bây giờ nó không có còn đến nỗi quan trọng nữa. Dạ rất là quan trọng anh. Tại vì dạ, gia đình tôi là có tiền, con tôi là con một đó, thành ra không thể nào mà sống chung với một người mà dễ dãi như vậy á, thì con rơi con rớt ra ngoài á, nữa sau này rất là phiền, rất là tội nghiệp cho những đứa trẻ. Tôi nói cho chị biết nè, chị nói con tôi là dễ dãi, chứ thật ra là con chị là người chinh phục để con tôi đi vào đây, chứ không phải tội gì mà từ ngoài Bắc đi vào đây để mà chung sống. Con tôi nó cũng rất là tin tưởng con của cô. Con xin phép, tại vì là tuổi con 34 tuổi rồi, nó cũng không phải là nhỏ nữa, thì con cũng mong muốn là đi vào đây thì tìm hiểu con trai của bác. Con cũng mong muốn là sẽ tiến tới lâu dài, chứ không phải là chỉ yêu đương chơi bời thôi. Con nói là con muốn là lâu dài với con cô hả? Con chắc chưa? Bây giờ con 34 tuổi, mà con lớn hơn con cô là 8 tuổi, sau này con còn sanh đẻ nữa, thì con nghĩ đi, cái tuổi tác cách xa 8 tuổi thì con sẽ là mau già hơn con cô cỡ nào đó, sao mà lâu dài được? Con đàn ông mà con, thấy không? Ngày hôm nay nó thấy con đẹp, nhưng mà khi mà con sanh nở nữa, sau này con lớn hơn tuổi hơn nó nữa, thì nó ra đường nó sẽ gặp những người khác đẹp hơn con, mà nó đã thương con, nó đã kêu con luyện tập mà con không chịu tập, thì sao mà lâu dài được? Thực ra là ở ngoài Bắc thì con cũng là một người kiểu không chuộng về phần tập thể hình, thì con cũng mong muốn là cũng dần dần là mình có một cái thói quen là mình sẽ đi tập theo, chứ không phải là con không tập. Con nói dần dần là dần dần chừng nào? Đã sống chung nhau 6 tháng rồi, bây giờ con muốn 60 tháng hay là 60 năm? Chừng nào có con mà không lo rèn luyện sức khỏe? Trong khi đó gia đình tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất à, chúng tôi là đang cần cháu. Dạ, thực ra con định giấu cô với cả Hiếu, không phải là con không thích tập luyện, mà tại vì con mới phát hiện ra con có bầu à. Nên là con... Thì sao chuyện này con biết không? Dạ không. Sao mà con có bầu mà sao con không nói cho bạn trai con biết? Dạ tại Hiếu muốn thành công trong công việc nên là con chưa kịp nói. Hiếu muốn thành công trong công việc nhưng mà con không kịp nói, cái bụng con càng ngày càng lớn ra con cũng phải nói chứ. Cái chuyện này là chuyện vui mừng của hai người mà. Hay là cái bầu này không phải là của con cô, thành ra con giấu? Dạ không, con ở với Hiếu mà, con có đi đâu đâu. Sao cô biết được? Đúng là trước giờ Nhung chỉ có đi làm và về nhà ở cùng với con thôi, chứ không có đi chơi bên ngoài bao giờ cả. Thì con cũng tin cái bầu này là của con.
Bây giờ mẹ nó con nghe nè, còn sớm lắm. Thành ra mình chưa có cái gì mà chắc chắn được hết trơn. Con thấy nhà nghỉ người ta đầy chứ, tiếng đồng hồ có mấy chục ngàn à. Giữa giờ trưa người ta đi làm ta nghỉ ngơi, người ta cũng phải vô khách sạn ta nghỉ ngơi cũng vẫn được. Mẹ chị hỏi nè, tại sao mà người ta có bầu sống chung với con, cái chuyện đó là chuyện vui, mà tại sao người ta không nói cho con biết? Đúng là em rất coi trọng sự nghiệp của em, nhưng em tin Nhung và đây là con của em thì em sẽ chịu trách nhiệm. Trời ơi, sao con dội vậy? Phải con của con không? Trời đất ơi, nhà mình là nhà có tiền mà, con thì có một mình con à. Chưa dễ chân con nó giận con rồi. Để coi con xét nghiệm đi. Phải con của con không? Rồi cô nói như vậy thì bây giờ con của cô là không có trách nhiệm mà cô không nhận. Nhưng mà cháu tôi là tôi biết chắc chắn là cháu của tôi rồi đó. Thôi bây giờ tùy con. Nếu con đồng ý thì con hẳn gắn. Con đồng ý thì đi theo đi ba về. Dạ. Mình về. Dạ. Cho Hiếu hỏi nha, thật sự nếu là con của nhà mình thì mình có đón nhận không? Rất là hoan nghênh. Dạ. Tôi sẽ đón nhận. Bằng một cái lễ cưới chứ? Đúng vậy luôn. Dạ. Nếu phải cháu nhà mình thì thôi. Dĩ nhiên là phải thôi rồi. Dạ. Nhưng mà ở đây mình tin tưởng con trai của mình thì nếu không biết phải là cháu của mình không á thì mình cũng nên tạo điều kiện cho bạn gái của con mình để chứng minh điều đó. Chứ nếu mà mình dùng những lời lẽ nặng nề quá, lỡ cháu mình thật á, tội nghiệp đứa nhỏ, phải không ạ? Cho nên rất là mong cô cũng chờ thời gian đi. Nếu mà hai em ở chung với nhau và con trai của cô đã xác nhận là việc hai em chung thủy với nhau, dành trọn vẹn thời gian cho nhau như vậy thì dễ mà. Bây giờ việc xét nghiệm nó không có khó đâu. Hãy dành thời gian cho đôi trẻ chứng minh được không ạ? Dạ, và được. Cả bên đây cũng muốn có hạnh phúc mà, phải không ạ? Vậy thì thưa quý vị, tôi xin phép dừng phần buộc tội nhau tại đây để ngay lập tức mời hai luật sư tình yêu nhập cuộc cho phần chất vấn. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong tòa án tình yêu. Và thưa quý vị, hân hạnh chào đón quý vị đang đến với phần chất vấn. Thưa quý vị, ở phần chất vấn này, sau những lời buộc tội hai luật sư tình yêu chắc chắn là có thêm rất nhiều dữ liệu để có thể khai thác thân chủ đối phương. Sau khi họ đổi chỗ cho nhau, mỗi luật sư tình yêu sẽ có 3 phút để chất vấn thân chủ đối phương. Trong trường hợp luật sư tình yêu của thân chủ đang bị chất vấn muốn bảo vệ cho thân chủ của mình thì đồng nghĩa với việc thời gian dành để bảo vệ thân chủ của mình sẽ bị trừ ngược lại vào thời gian chất vấn thân chủ đối phương. Vì vậy, hết sức lưu ý, để ý thời gian để đưa ra chiến thuật thật phù hợp. Còn bây giờ, trước khi đến với phần chất vấn đầu tiên, chúng ta cùng đổi chỗ cho nhau. Xin mời hai luật sư tình yêu bắt đầu. Tôi xin mời luật sư tình yêu Lại Thanh Hương chất vấn chàng Jimmer sung mãn ở độ tuổi 26 để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Một chàng trai sinh năm 1998, có công việc ổn định, body như thế này có nghĩa là cũng đã trưởng thành rồi. Thế trưởng thành như vậy rồi mà vẫn không biết cách nào, không biết cách nào để yêu đương đúng cách và không biết cách nào để gọi là làm việc với đối tác của mình một cách thực sự như một người lớn. Thì tại sao bạn lại lựa chọn quen một cô gái lớn tuổi hơn bạn để làm gì? Cái việc lớn tuổi hay là ít tuổi nó không quan trọng đối với em. Quan trọng đó chính là cảm xúc. Còn cái việc mà để mà muốn hiểu nhau hơn á thì cần phải chia sẻ với nhau. Người ta nói là muốn gì phải nói. Phải nói thì người khác mới hiểu. Thế bạn, theo bạn là cô gái này không nói gì, không chia sẻ? Có thể nói là chia sẻ gọi là chưa, gọi là cách truyền đạt chưa được tốt cho lắm. Thế có khi nào bạn nghi ngờ về cách gọi là nhận thức của mình không, hay chứ không phải là do cái cách chia sẻ của cô này không có đúng? Cái này thì em không dám chắc về điều gì, nhưng mà mỗi người sẽ có mỗi quan điểm khác nhau. Bạn là một người rất là kỷ luật, bạn là một người rất là biết cách chăm sóc cơ thể của mình, cũng giống như là bạn là một người rất là muốn quan tâm chăm sóc về cái người yêu của mình đúng không? Về sức khỏe, về vóc dáng đúng không? Đúng ạ. Thế tại sao bạn không quan tâm đến sức khỏe và vóc dáng của mẹ bạn? Mẹ em à? Vâng. Em có quan tâm mà, em vẫn có mua những thực phẩm tốt, là những cái gì nó tốt cho sức khỏe để đưa cho mẹ mà. Chứ nãy tôi thấy sự xuất hiện của mẹ bạn cũng không phải là một người quan tâm đến bề ngoài và hình thức cũng giống như là sức khỏe cho lắm. À, thật ra thì đối với người lớn tuổi thì cái tư tưởng sẽ khác với những giới trẻ tuổi bây giờ. Vì mẹ em cũng đã năm nay cũng đã năm mấy 60 rồi. Thế bạn không nghĩ rằng là cô gái kia cũng là một người lớn tuổi mà? Đúng, lớn tuổi, nhưng mà nói về thời đại ấy, thì cũng ở cùng thời đại với em.
bố mẹ của em thì thời đại trước. Sao mà cùng thời đại được? Bạn là cuối 9X còn cô là đầu 9X, cuối 8X mà nó là khác nhau rồi. Bạn có nghĩ là tư duy của bạn là có vấn đề nên thành ra nó mới gặp cái vấn đề trục trặc và khúc mắc trong cái tình cảm này không? Nếu nói về vấn đề á thì có thể là cả hai bọn em đều có vấn đề. Ừ. Chứ không phải riêng mình em. Thế nếu mà bạn cảm thấy là cả hai cùng có vấn đề thì liệu bạn có phải là một người đàn ông bình thường hay không khi mà vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ đấy trong vòng 6 tháng? Thật ra thì cái gì cũng phải có đầu có đuôi, có cảm xúc thì mới ở lại với nhau. Nếu mà có cảm xúc tại sao bạn lại đưa cô gái này lên đây để cho mẹ bạn tấn công cô ấy liên tục, thậm chí là còn không công nhận đứa bé sắp được ra đời? Cái đó là quan điểm riêng của mẹ em. Còn nếu em là một khác. Người đàn ông mà bạn không bảo vệ được cho người yêu và con của mình thì bạn nghĩ là bạn là một người đàn ông tốt hay chưa? Em đã cố gắng hết sức có thể. Hết giờ. Rõ ràng với những lý luận sắc bén vừa rồi của luật sư tình yêu Lại Thanh Hương, thật khó để cho một chàng trai ở độ tuổi 26 có thể vững vàng trong quan điểm của mình. Đây là chiến thuật hết sức hợp lý. Liệu rằng để xem luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung sẽ gỡ kèo này như thế nào. Thời gian dành cho luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung chất vấn bắt đầu. Chào bạn, tôi muốn hỏi bạn là việc có em bé là một việc rất là quan trọng của hai người đang yêu nhau, thậm chí là đang sống cùng nhau. Tại sao bạn quyết định giấu cho một mình mà không nói cho người yêu mình biết? Thực ra là em cũng không muốn giấu đâu, nhưng mà em mới biết là em mới có 2 tháng. Hiện tại bây giờ bọn em đang xích mích với nhau thì em cũng không mong muốn là vì một đứa con mà bạn sẽ nghĩ rằng đây là kiểu em đang bị líu kéo á. Vậy thì bạn có nghĩ được là trong cái thời gian bạn có con á, hai người yêu nhau á, bạn cũng có một lối sống không lành mạnh cho lắm, bạn cũng nhậu nhẹt nhiều, vậy tại sao mình dẫn tới cái tình trạng để cho mình có em bé vậy trong khi sức khỏe sinh sản của mình chưa thật sự tốt? Tại cái vấn đề này là do phát sinh thôi, em cũng không biết là mình sẽ có. Em thì nhậu thì cũng không phải là nhậu nhiều ạ. Nhậu nhiều hay nhậu ít thì thật sự một người phụ nữ đang trong quá trình và có thói quen rượu bia đều không tốt để làm mẹ. Và bây giờ bạn nói là cái thai này là trong cái tình trạng là bạn không biết nên có. Vậy thì hai người đã thật sự có trách nhiệm với đứa bé chưa? Cái vấn đề này thì mới phát sinh thôi. Em là một người con gái mà chắc chắn luôn là khi mà mình biết là mình sẽ trân trọng rồi. Vậy thì bạn định đi, nếu như không phải xảy ra chuyện này, không có tòa án ngày hôm nay, thì bao giờ bạn sẽ thông báo cho chàng trai này biết? Vì hai người đang chia tay rồi mà. Dạ, thưa luật sư, thực ra là em không định nói. Nhưng mà tại vì lúc nãy là em nghe bác gái có xúc phạm em, nên em muốn nói ra và muốn xem là cái sự quan tâm của Hiếu còn hay không. Còn nếu như mà không còn thì chắc chắn là em cũng sẽ không nói luôn. Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho việc một mình nuôi con? Thì hiện tại bây giờ bố mẹ em cũng mất rồi, em vẫn còn có anh chị có thể hỗ trợ em. Tôi xin ghi nhận phần chất vấn của luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và Ngọc Nhung. Thật ra nha, cái câu chuyện mà để có một em bé chuẩn bị chào đời trong cuộc tình này á, hoàn toàn ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Và tôi tin rằng cả luật sư tình yêu của Ngọc Nhung là Lại Thanh Hương cũng chưa biết ngay từ đầu, đúng không ạ? Dạ. Cho nên cái việc đã có thêm một thiên thần nhỏ nữa ở trong cuộc tình này, nó là việc chắc chắn người đàn ông này cũng chưa hề chuẩn bị. Tôi hỏi hai bạn nha, mặc dù tôi không biết trên nhau 8 tuổi thì có được gọi là trẻ hay không, nhưng tôi nói thật nha, các bạn đến với nhau chân thành đến mức độ nào để chuyện này xảy ra? Tại vì với góc nhìn của tôi nha, trong chuyện tình cảm, chuyện tình dục an toàn thời buổi hiện nay nó quan trọng lắm. Các bạn tin nhau bao nhiêu, quen nhau bao lâu, đủ sâu để chuyện này xảy ra. Một người thì bảo rằng quan tâm đến sức khỏe, thể chất, lại không bảo vệ trong cuộc yêu. Một người thì 34 tuổi, một thân một mình vào thành phố Hồ Chí Minh cũng không bảo vệ khi lâm trận. Hai bạn thật sự có trách nhiệm với cuộc đời mình chưa, hay chỉ là thỏa mãn cảm xúc cá nhân? Câu hỏi này tôi hỏi lại cho hai bạn nha. Hay là có dụng ý gì khác thì tôi không biết. Vậy thì để xem sau phần chất vấn, khán giả tại trường quay sẽ có suy nghĩ như thế nào. Xin mời. Ai đúng ai sai tới giờ phút này là Nhung hay là Hiếu? Dạ, em xin chào anh và chào hai anh chị. Qua quá trình anh chị chia sẻ về những vấn đề xảy ra trong tình yêu, em nhận thấy là
bạn nữ có một phần chịu thiệt trong vấn đề này. Đầu tiên là bạn muốn được nhận sự quan tâm nhiều hơn từ bạn nam. Và về vấn đề mà bạn nam đưa ra là bạn nữ bị so sánh giữa người này và người kia. Và so với bạn nam dùng những từ ngữ chê bai bạn nữ thì bạn nam nên khích lệ và khuyên cô ấy giảm cân hơn, thay vì khuyên là em phải như này như kia, như một cái hình mẫu. Tại sao cái vấn đề mà người nữ có thai mà người nam lại không nhận ra trong vòng 2 tháng đó, thì liệu bạn nam nó có thật sự quan tâm bạn nữ hay không? Là thật sự là bạn nam chưa? Dạ chưa. Đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là không đáng đàn ông. Dạ đúng. Đúng. Vâng, rất có thể. Cảm ơn bạn. Mời ý kiến tiếp theo. Dạ thưa em, là của em, sự nghĩ của em là Hiếu đúng. Vì sao? Dạ là vì Hiếu đi làm cả từ sáng đến tối. Một ngày có thể gặp rất nhiều khách hàng. Đúng rồi. Dạ một có thể bị người ta nhận xét rất nhiều, gặp sếp nữa. Mà Hiếu vẫn đang cố gắng cho tình yêu của hai người. Đúng, Hiếu cố gắng. Một ngày quá nhiều chuyện xảy ra với Hiếu. Đúng. Đến cuối giờ về. Và đúng. Hiếu chỉ cần một người thấu hiểu, một người chia sẻ. Mà Nhung mà kiểu về nhà suốt ngày la mắng, nói này nói nọ Hiếu, là sẽ sinh ra là Hiếu sẽ bị xì chết. Sẽ làm kiểu như là khoảng cách của hai người sẽ ngày càng xa hơn. Đúng. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rõ ràng thưa quý vị, câu chuyện ở đây là câu chuyện góc nhìn của mỗi người khác nhau, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Một bên là một cô gái giờ đây đã có em bé, là một thiên thần nhỏ trong bụng, thay đổi tâm sinh lý lúc này. Chẳng những là trách nhiệm của một người mẹ trong tương lai, mà còn là việc làm sao tìm kiếm sự quan tâm, san sẻ và chở che của người đàn ông đời mình nữa. Nhưng cô ấy không nhận được điều đó, toàn là sự trách móc và đả kích về vấn đề cân nặng. Một bên là chàng trai mong muốn bạn gái của mình thay đổi vóc dáng cho khỏe hơn, nhắc ăn uống nhiều hơn, nhưng cô ấy không ăn uống cho nên tỏ ra bực bội và khó chịu, chứ đâu có biết là có em bé đâu. Vậy thì cụ thể ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Hãy cùng chúng tôi đến với vòng quyết định của tòa án tình yêu mang tên Lời thú tội muộn màng. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để đến với Lời thú tội muộn màng. Lý lẽ cũng đã đủ, cảm xúc cũng đã quá nhiều. Vậy thì giờ đây để xem cảm xúc còn dâng trào hơn nữa khi hai đương sự trong phiên tòa của tòa án tình yêu ngày hôm nay sẽ dùng tiếng lòng của mình bằng giai điệu để hy vọng rằng cả hai sẽ một lần nữa được đối mặt trực diện với cảm xúc của tình cảm lứa đôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thể hiện thật trọn vẹn để đối phương có thể hiểu mình hơn sau phiên tòa này. Vậy thì bây giờ cùng đến với phần giới thiệu của luật sư tình yêu Lại Thanh Hương dành cho thân chủ của mình, đó chính là Ngọc Nhung. Xin mời. Với tư cách là một người có kinh nghiệm trong việc giao lưu và chơi cùng các bạn trẻ tuổi, đặc biệt là các bạn phi công, thì tôi nghĩ rằng là cô gái ở đây, thân chủ của tôi Ngọc Nhung, đã lựa chọn sai người, lựa chọn sai cách yêu. Và ngay đối với cả chàng trai Lê Hiếu cũng đã lựa chọn sai người và cũng lựa chọn sai cái cách mà mình mong chờ tình cảm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mỗi một cái mối quan hệ như thế này thì nếu mà có dành thời gian nhiều hơn nữa thì tôi cũng không biết là kết quả nó có khả quan hay không. Đấy là với suy nghĩ của tôi. Nhưng mà với suy nghĩ của thân chủ tôi, cô Ngọc Nhung, thì cô vẫn có một cái sự kỳ vọng vào một chàng trai là sẽ quay trở lại và sẽ yêu thương mình thực lòng, thực tâm và hết lòng. Thế nên là cô ấy đã hỏi chàng trai bằng một bài hát là Đã Bao Giờ Anh. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng đến với giai điệu Đã Bao Giờ Anh Khóc cùng với Ngọc Nhung. Bye.
Thưa quý vị, đó là tiếng lòng của Ngọc Dung. Bây giờ cùng xem luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung sẽ giới thiệu giai điệu nào cho thân chủ mình, Lê Hiếu. Xin mời. Kính thưa quý vị khán giả, khi nhắc về chuyện tình trong quá khứ với Ngọc Dung thì chàng trai thân chủ của tôi đã nói rằng: "Này người tình, cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông." Tức là anh ấy đã từng hết lòng vì cái chuyện tình này. Anh ấy đã từng đưa một cô gái từ nơi xa xôi vào sống cùng với mình. Dĩ nhiên ai cũng mua cầu hạnh phúc. Anh ấy cũng muốn có một chuyện tình bình an, có thể đi cùng nhau một đoạn đường dài nhất và xa nhất. Nhưng kết quả thì cuộc đời mà, có rất nhiều giấc mơ. Có những cơn mơ nó thật sự rất là băng giá, nó không như những gì chúng ta mong ước. Và đó chính là ca khúc mà thân chủ của tôi muốn gửi đến cho Ngọc Nhung ngày hôm nay, bài hát Cơn Mơ Băng Giá. Vậy thì bây giờ hãy cùng đến với Cơn Mơ Băng Giá và Lê Hiếu. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không quên lỗi đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, chỉ cần một lần bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Cảm ơn Lê Hiếu. Và bây giờ thưa quý vị, tất cả chỉ còn lại là cảm xúc. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần quyết định của phiên tòa ngày hôm nay, mang tên Phán Quyết Cuối Cùng. Và thưa quý vị, hân hạnh mời quý vị cùng đến với Phán Quyết Cuối Cùng. Đã có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều hiểu lầm về nhau. Tôi tin ở vấn đề của hai bạn hết sức dễ để tháo gỡ. Quan trọng là cả hai đang mỗi người nắm chặt một đầu dây, có chịu nhún, có chịu nhường để mình cùng nhau giải quyết vấn đề hay không. Khán giả và trường quay thân mến, trước khi tôi đưa ra phán quyết cuối cùng, tôi rất muốn hỏi các bạn để xem các bạn đồng thuận ai là người đúng trong cuộc tình này theo cảm xúc mà các bạn nhận được với những gì đã diễn ra. Khi tôi gọi đến một cái tên, nếu như các bạn cho rằng người đó là người đúng trong cuộc tình này, hãy vỗ tay lớn hơn các bạn nha. Bây giờ, người đúng trong cuộc tình giữa Lê Hiếu và Ngọc Nhung, đó có phải là Lê Hiếu? Người đúng trong cuộc tình này, đó có phải là Ngọc Nhung? Thưa quý vị, đó là khán giả tại trường quay. Dường như tiếng vỗ tay dành cho Ngọc Nhung lớn hơn Lê Hiếu, nghĩa là nhận được sự ủng hộ nhiều hơn Lê Hiếu. Vậy thì với tất cả những gì hai luật sư tình yêu của đối phương là
Trịnh Tú Trung và Lại Thanh Hương đã khai thác và chất vấn cùng với những dữ liệu mà chúng tôi có được tại Tòa án Tình yêu ngày hôm nay. Cho phép tôi đứng ở góc độ là một người tiếp nhận câu chuyện của các bạn, được phân tích được thấy các bạn đối đáp trả lời lẫn nhau. Tôi là Phương Hiếu, thẩm phán của Tòa án Tình yêu, xin được đưa ra phán quyết cuối cùng tại Tòa án Tình yêu. Người đúng trong cuộc tình giữa Lê Hiếu và Ngọc Nhung đó chính là không ai cả. Tôi nghĩ rằng cả hai bạn còn rất nhiều điều kiện, rất nhiều thời gian để làm cho cuộc tình này đẹp đẽ hơn, chứ không phải là đến đây vì những xích mích nhỏ nhoi như vậy. Vấn đề của hai bạn hết sức nhỏ, chính người trong cuộc mới là người sai, còn cuộc tình này chưa có bao giờ sai cả. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Còn bây giờ cho tôi hỏi, nếu như các bạn đồng tình với phán quyết của tòa, hãy dùng búa gõ vào đế xanh, không thì dùng búa gõ vào đế đỏ. Tôi muốn hỏi Lê Hiếu trước, bạn đồng tình hay không đồng tình với phán quyết ai cũng sai? Em không đồng ý ạ. Vì sao? Trong chuyện tình này thì cô ấy mới là người đúng, em là người sai. Sau ngày hôm nay thì em cũng thấy rằng mình có nhiều cái lỗi sai. Và cũng qua ca khúc vừa rồi, em cảm thấy bản thân mình có ích kỷ. Em mong là sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, hai đứa em có thể làm lại và bắt đầu một cuộc sống mới cùng với đứa con. Nào, chàng trai, hay là tại vì anh biết cô ấy đang mang giọt máu của anh mới nói như vậy? Dạ không ạ. Có lẽ trong lúc tranh cãi lúc nãy em đã quá hơn thua. Vậy anh hãy nói với cô gái của anh, đừng nói với chúng tôi. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã chưa thực sự hiểu em và chưa thực sự biết được là em đang cần gì. Nhưng mà giờ phút này đấy, thì anh lại muốn được bên em thêm một lần nữa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhá. Dạ, em đồng ý ạ. Xin lỗi cô. Cô đồng ý với lời nói của chàng trai cô. Còn với phán quyết của tòa thì sao? Cô có đồng ý cả hai đều sai hay không? Em thực sự ra là em thấy là cả hai đều sai. Tại vì sao? Mỗi người có một quan điểm riêng và chưa có thực sự là thấu hiểu nhau. Thông qua chương trình Tòa án Tình yêu thì bọn em hiểu hơn với nhau và sẽ cố gắng hơn nữa. Vậy thì nếu cô đồng ý với phán quyết của tòa là không ai đúng thì cô gõ vào đế xanh giùm tôi nha. Em đồng ý ạ. Cô gái thân mến, cô đồng ý cả hai cùng sai, nhưng người yêu của cô không đồng ý. Người yêu của cô nhận một mình sai thôi, chứ cô mới đúng. Cô thấy làm sao? Vậy là đủ nhường nhịn cô chưa? Đã rồi ạ. Rồi. Nói với nhau đi nào. Mỗi người có một cách sống khác nhau, nhưng mà bọn mình cũng yêu nhau 6 tháng rồi. Và hiện tại bây giờ mình cũng đã có con của nhau á. Thế cũng mong rằng là mình sẽ cố gắng nhiều hơn, thay đổi với nhau nhiều hơn, cùng tiến tới lâu dài. Em mong là anh sẽ thương em nhiều hơn nữa, thương cả con của chúng mình nữa. Hứa không? Hứa. Luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và Lại Thanh Hương thấy sao với trường hợp này? Công nhận là hai người này hợp với nhau và hy vọng là họ sẽ nắm tay nhau và giữ với nhau thật lâu. Vâng. Trịnh Tú Trung thì sao? Tôi nghĩ là bất kể đúng hay sai thì chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu rõ. Họ chấp nhận được nhau thì có nghĩa là họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Đúng. Cũng công nhận là hai luật sư tình yêu cũng rất là hợp với nhau. Hai bạn có rất là nhiều phiên tòa cùng nhau. Tôi không quan trọng là người nào thắng, người nào thua, nhưng chúng ta có một người chiến thắng cuối cùng, đó chính là cảm xúc của khán giả theo dõi chương trình. Tôi tin khán giả ngồi lại tận giờ phút này để xem trong câu chuyện tình nó nhan nhản, ngoài kia cũng na ná những tranh luận, cũng na ná những bất đồng như thế này, rồi giải quyết như thế nào cho phù hợp. Và như vậy,
Tôi một lần nữa nhắc lại phán quyết của tòa án tình yêu, cả hai bạn đều là người sai trong cuộc tình này. Rất mong các bạn, tuổi tác không quan trọng, hãy xây dựng tình yêu bằng sự chân thành, bằng sự gắn kết, bằng sự thủy chung, bằng sự tôn trọng. Tôi tin mọi thử thách đều sẽ được vượt qua. Và xin tuyên bố khép lại phiên tòa ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong Tòa án tình yêu. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.